Hẹn nhau, xin chào các bạn, những người đã quen nhìn thì shopping và những người đã ham bao giờ quen. Để chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Shira Official. Và là tôi, một ending nhắn đi. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một comment book mới trong mini World of Warcraft. Cái tên là tạm biệt giấc mơ của bạn goodbye, comment số đi là 22846377. Thì mình đã có một clip chơi map của bạn này rồi, mình thấy map bạn này rất là đẹp. Và vô tình mình đã chơi thêm một cái map trên livestream mà bạn này gửi cho mình, mình phát hiện ra map này. Và mình cảm thấy map này nó cũng đẹp không kém gì map trước nên mình vào mình chơi luôn. Mặc dù cái độ khó nó không khó nhưng mà gọi là cái độ đầu tư nó rất là chăm chút á, nên là Shiro quyết định gọi là cho map này lên clip luôn. Và bây giờ thì let's go. Mấy bạn ơi, map người ta xây đẹp không? Đó, map xây như thế này thì người chơi người ta mới có hứng thú người ta chơi chứ đúng không? Nhìn vô một cái thấy map đầu tư phát là người chơi người ta có hứng thú chơi liền. Bởi vậy nhiều bạn hỏi tại sao Shiro giờ ít chơi bắt cua vậy, căn bản là do Ro lười. Tại vì những con map các bạn xây bắt cua bây giờ thì độ khó ngày càng tăng, nhưng mà mấy cái skill cũng rồi các bạn có một kiểu xây các bạn xây hoài à. Kiểu có một loại xây các bạn xây đi xây lại hoài, đâm ra nhìn chán mắt rồi. Nhảy riết rồi nó cũng chán đi. Mặc dù là độ khó ngày càng tăng đó, nhưng mà nhảy riết rồi nó cũng gọi là nó không có hứng thú để chơi nữa. Đó nên là bây giờ Ro sẽ tập trung chơi những con map gọi là có đầu tư như thế này nha. Ok. Rồi thì bạn này có rất nhiều map đầu tư như này, và đây là map thứ hai mình chơi của bạn này rồi. Ai cảm ơn bạn sẽ chơi map thông tin ở các bản hai bên. Ok. Tên người làm map là Sơn, sống tại Đắk Lắk. Năm sinh là 2K3. Idol vũ lít nên sẽ không có tên Shiro và Hùng. Hy vọng anh Chanh, Hùng hay Shiro sẽ chơi. Ok. Nói chung thì những con map có Chanh thì Shiro sẽ không chơi nha. Nhưng mà do map bạn này đẹp nên là Shiro chơi làm mẫu thôi, chứ thật sự những con map có Chanh Shiro sẽ không chơi. Cốt truyện bạn lạc vào giấc mơ về những hòn đảo kỳ lạ, và bạn tìm mọi cách để tỉnh dậy, tỉnh dậy chứ mày tỉnh dậy nha. Hy vọng bé Shiro và Hùng Akira sẽ chơi, nhớ đừng ăn gian, sẽ không còn vui nữa. Cái này hên xui. Map còn nhiều thiếu sót, mong anh em thông cảm. Thiếu sót đầu tiên là xe chính tả nè. Đó. Chỉnh lại cái việc chính tả là ok luôn. Rồi, ở đây có thằng máy nên thấy không? Thấy đầu tư không? Thật sự thì hồi trước cái này có chơi trên livestream rồi, nhưng mà chơi trên livestream nó lắc quá là chơi nó không có được mượt, chơi té hoài à. Giờ chơi lại cho Nivo nó chơi lại cho trên video, bây giờ dần thủ nó la nó mượt bái nhau ơi. Mượt kìa, mượt chưa? Đấy, quá mượt luôn. Rồi. Thì hồi đợt trên livestream á thì Shiro cũng nói về cái vấn đề gọi là các bạn xây map các bạn nên tập trung về cái độ kỹ lưỡng đầu tư của map hơn là cái việc gọi là ép skill, tại vì các bạn xây map càng đẹp á thì người chơi nhiều người ta sẽ tải hơn và nó sẽ hướng đến cộng đồng nước ngoài nhiều hơn là các bạn ép skill nhiều. Thật sự map các bạn xây không cần khó đâu, nó dễ dễ cũng được, nhưng mà được nhiều người tải là ok rồi. Đấy, rồi Ro nói là muốn tốt cho bạn, mà có vài bạn bảo là Ro chảnh các thứ, đi khoe map nhiều, lượt tải các thứ. Thật sự thì cái này Ro nói ra để Ro muốn tốt cho các bạn, tại vì cái việc mà xây được nhiều lượt tải là tốt cho bạn chứ không phải tốt cho Ro. Đó, Ro nói ra, Ro chia sẻ để các bạn có thể tốt hơn cho cái việc xây map của các bạn, mà các bạn lại nói Ro như vậy, Ro buồn. Buồn lắm luôn á, giận các bạn luôn. Sửa đấy thôi chứ làm sao giận các bạn được đúng không? Giận các bạn là ai ủng hộ Ro. Được thôi. Đó, nói chung thì Ro chỉ muốn nói vậy thôi. Nói chung mấy bạn mà bảo như thế thì nói chung là cứng đầu quá rồi, nên là Ro sẽ không nói những các bạn nữa. Còn những các bạn mà muốn xây map cho Ro thì sau này Ro sẽ chơi những con map có độ đầu tư cao hơn nha. Cao hơn, xây map có độ, chơi map có độ đầu tư cao hơn là những map F skill. Tại vì bây giờ Ro sẽ đánh giá những con map có độ đầu tư cao. Và chị Thỏ Admin, tức là chị Zinni Mini á, chị đấy cũng đánh giá cao những con map chơi có độ đầu tư hơn là những map F skill. Vì đa phần bây giờ mấy bạn không hiểu nghĩa của chữ F skill, có vài bạn đem cái chữ F skill vô để đặt tên cho map luôn mà. Thật sự F skill á không phải là skill nhiều là F skill. Skill nhiều thì các bạn nhảy riết nó cũng qua thôi. F skill là gì? F skill tức là các bạn xây skill cố vô, xây đến nỗi mà người chơi không nhảy qua được luôn. Tức là nhiều bạn là chơi nhiều người bỏ map luôn, đấy gọi là F skill. Đó. Rồi chỗ này có một cái đoạn gọi là chơi bạn này xây khó nè. Bạn này tôi leo lên một tường được mà thôi. Tôi sẽ đi đường chính thống vậy. Hí, trời ơi. Map là dễ lắm anh hai, game là dễ thôi. Thôi bậy. Ôi, trời, đáng. Đau. Thật sự thì đợt trên livestream thì tôi nhảy một tường lên, tại vì trên livestream thì trên hơi lắc xíu là nhảy một tường thì nó dễ hơn, chứ nhảy cái đường chính thống mà lên livestream thì nó hơi căng á. Đó, nhảy lỡ cái trực tôi mấy ngày à. Đó, Ro mà nghiêm túc phát là qua rất là easy đó mợ. Đây cái đoạn này, cái đoạn nhảy khó đây. Ê, cái gì sai ta? Cái gì đó nó sai nha. Hồi đợt tôi nhớ chỉ có một cái cây cột này,
tôi phải gọi là phóng hết đà bốn lóc ở bên kia và tôi ép gọi là áp dụng thêm cái skill bám một tường lên mà nhờ. Ê, sai sai á. Ôi, sai kiểu này còn gì là vui? Sai kiểu này còn gì là vui? Tại sao lại sai cái cây cột này? Sai quá, sai rồi. Bậy rồi, phải xây một cột thôi, trời ơi. Nãy cứ tưởng đâu là mình đi một mạch lên đây mình có cơ hội mình thể hiện. Nên là cố gắng để không chết, để có thể lên đây thể hiện một cái skill gọi là nhảy một phát một bám tường, bám một tường lên luôn. Giờ ổng xây cái cột này, hết cơ hội thể hiện rồi. Buồn, buồn, giận luôn, giận chủ map luôn. Thôi giận rồi, giận chủ map rồi, ok. Đó, đây, cái đoạn này này. Các bạn thấy cái đoạn này người ta xây đầu tư không? Đó, cái đoạn này người ta xây nè. Người ta xây ra hình thể cái cây đàng hoàng không? Còn các bạn xây là các bạn chỉ xây hai bờ tường thẳng đứng lên thôi. Xây nó đâu có đẹp, đâu có bắt mắt gì đâu. Thật sự á, thì nhiều bạn bảo là chỉ có những thằng rảnh mới xây đầu tư map thôi. Và... Từ quay lại. Thật sự thì mấy bạn kêu là chỉ có những thằng rảnh mới xây đầu tư map. Thì tôi nói thiệt với mọi người luôn. Là nhờ những cái sự rảnh của người ta mà người ta, map người ta được nhiều người tải. Nhiều bạn mắc cười lắm. Anh ơi, tại sao em xây map như thế này như thế nọ mà người ta tải ít vậy? Và tới chừng đưa map cho tôi xong thì map ban ép skill. Skill không là skill, thậm chí là skill mà nhiều bạn không nhảy qua được nữa cơ. Ok thôi, để coi giờ đi. Coi chung là video nó cũng ít thời gian quá. Mình cố tình mình té đó. Mình cố tình mình té để video nó dài dài thêm xíu để mấy ông xem cho đã đó. Ừ. Ê, mấy bạn kêu là map mình như này mà tại sao lại ít người chơi vậy? Thật sự là do mấy ông ép skill nhỉ gì không? Thật sự là map xây không cần phải khó. Lâu lâu chèn một hai chỗ khó vô cũng được, lại té rồi. Vô lý. Thôi nói chung là cũng kéo dài video ra đi ha. Kéo dài thời gian video ra đi. Ừ. Đó chứ video ngắn quá. Mấy bạn thấy video có 5-6 phút. Mấy bạn lại bảo là video ngắn quá không xem đâu. Tội go lắm. Ok nói chung là cố tình đấy. Lâu cố tình té để câu giờ đấy. Ừ. Lại té. À lại cố tình đấy. Rồi go lại cố tình đấy. Chứ ba cái trò mèo này làm sao mà làm khó được đâu. Trời ơi, Rô cố tình cả, tính toán hết rồi. Video bây giờ chỉ mới có 7 phút thôi. Rô sẽ cố gắng cho nó lên được 10 phút nha. Đấy, tính toán cả. Đó, chứ ba đồ yêu này sao làm khó được Rô không? Nhảy phát một qua luôn, sao làm khó được Rô? Rồi, đợt cái đoạn này là Rô nhảy một tường lên. Chứ Rô không có đi bằng cách này. Tại vì trên livestream nó hơi lắc. Đi bằng cách này bị đẩy hoài rồi, buồn lắm. Chán quá liền. Livestream lừa chơi bắt cua vãi luôn. Vậy đây, đi qua nha. Đi qua đâu? À, bắt mình lên một tường lên nè. Sao ban đầu mình lên một tường thì nó nhanh hơn không? Đậu phụ. Ok. Ôi, lắc. À, nếu mấy bạn lắc có thể đi đường bên phải. Đây đường bên phải. Thì giờ nhiều bạn hỏi là tại sao bây giờ Rô chơi nhảy cái kiểu này á. Nhảy cái ngang là Rô lại dùng AD chứ không lắc được nữa. Thật sự thì Rô chỉ dùng AD khi mà máy của Rô lắc thôi. Ôi trời, bị lắc kìa. Rô chỉ dùng AD khi máy Rô lắc thôi. Còn khi nào mà quay video mà nó mượt xíu á, mà nó hết lắc á, thì Rô sẽ chơi theo cái lắc chuột này. Bởi vì lắc chuột mà các bạn chơi trong tình trạng lắc á, nó rất là khó chịu luôn, nó rất là khó lắc luôn. Nên là Rô phải đành phải áp dụng theo cái skill của Hùng thôi. Chứ thật sự là Rô quen chơi lắc chuột hơn. Cái này là thói quen từ bên Tri Kích rồi, nên mấy anh hai cũng thông cảm cho Rô nha. Ok. Ui. Kinh công đang dữ. Ôi, ui ôi, kinh công đang dữ. Kinh công của Rô quá dữ dàng. Mặc dù bị lava đốt nhưng mà vẫn không bị rớt xuống lava. Ok, hợp lý. Ừ, ba cái trò mèo này làm sao làm khó được Rô mấy anh hai. Tất cả khi mà Rô té chỉ là lỗi kỹ thuật thôi đó. Chỉ là lỗi kỹ thuật đây câu giờ thôi. Trời ơi, chứ ba trò mèo này sao làm khó được Rô. Chơi riết quen rồi. Bị hằng riết quen rồi đó. Đó. Ừ, ba cái trò mèo này làm sao làm khó được tôi. Easy game, game là dễ. Trời ơi. Game là dễ đó. À không, cái này thật sự là cái này là cái đoạn game mã là chơi trước trên livestream rồi. Nên là biết được cần gạt nằm ở đâu. Chơi đợt trên livestream kiếm cũng sắc mặt luôn. Ui. Ông này không say, có một cái lỗi cái là ngay chỗ bắt cua. Ông cứ để cái lá che cái đầu mình á. Nên là rất khó nhảy, rất khó thấy đường nhảy. Ok. Rồi hồi đợt là cái đoạn này tôi nhảy lên lá tôi đi luôn. Tại vì trên livestream nó lắc quá. Ok.
Ây, game là khó rồi. Mấy cái lá khốn nạn. Đề nghị chúng em là tìa bớt lá đi nha. Xây lá ở đâu rậm quá. Bây giờ té mấy mạng oan uổng, chết mấy mạng oan uổng cũng tại mấy cái lá để che mắt đầu mù, khó chịu. Không sao, game lại là dễ với mấy ngày à. Ôi, à có lớp màn hình. À, tại sao lại để lớp màn hình đây cho nó dễ thế nhỉ? Game mà dễ thì mấy ngày không khó đâu. Rồi hồi đợt thì cũng kết thúc map, cũng hoàn thành được map trên livestream nhưng mà hơi lâu, bây giờ nhanh hơn xíu. Rồi thì thế, các bạn thấy map đã xây không? Đầu tư đẹp là có người chơi liền à, không cần phải khó quá đâu. Tại vì các bạn làm map dễ á, làm map mà nó trung bình thôi, không cần phải quá dễ, không cần phải quá khó, mà map trung bình, tầm trung trung thôi. Lâu lâu tương vài cái skill vô thì nó lại được nhiều người chơi hơn, và nó hướng ra được cộng đồng nước ngoài nhiều hơn là các bạn xây những map ép skill quá nhiều. Đó, cứ đầu tư map nhiều vào. Thì thật sự đầu tư map này không phải là có thiệt cho bạn, hoặc là các bạn rảnh hay là mất thời gian của bạn gì đâu. Mà nếu các bạn muốn càng nhiều người tải, càng nhiều người thích mình thì cứ làm map như vậy thôi. Còn mà nào không có thời gian thì thôi vậy, thì xây map kia cũng được, ok. Rồi đấy, thì sự map này rất khá là dễ, nó không có khó. Và tôi chết như nãy nhay đằng kia ba mạng. Chết cái câu giờ thời gian cho mấy ngày coi đó. Câu ra dài cũng được 10 phút, 11 phút gì đó. Chứ giờ tôi không câu giờ, tôi nhảy mẹ qua đây chắc được 6 phút quá. Nhảy về deep chắc không câu giờ chắc 6 phút luôn á. Ừ. Đây, thì giờ video đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy video này thì để lại một like, một share, một comment cũng như một subscribe cho kênh YouTube của Shadow Official. Và cũng đừng quên subscribe cho kênh YouTube của Thịnh Tuấn và Hùng Akira nha. Thì nếu bạn nào muốn mình làm ra nhiều video cùng với Thịnh Tuấn và Hùng Akira thì hãy comment với hashtag là biệt đội rắc rối để bọn mình có động lực làm ra nhiều video chung với nhau nha. Và nếu bạn nào muốn xem livestream của Shadow mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều đến 7 giờ tối thì các bạn có thể lên Nemo TV tải về, sau đó nhập cái mã số ID lên mục tìm kiếm là 6002315 để có thể theo dõi livestream của Shiro vào mỗi ngày, mỗi lúc 5 giờ chiều đến 7 giờ nha. Và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video kế tiếp. Bye bye.